Chúa ở cùng anh chị em Chúa ở cùng cha Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mạc theo Lời Chúa vinh dân Chúa Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng Các con chớ tưởng Thầy đem các con chớ tưởng rằng thầy đến để mang hòa bình cho thế gian, thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình và thù địch của người ta lại chính là người nhà mình. Kẻ nào yêu cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy kẻ nào yêu con gái hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy kẻ nào không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được nó kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp thầy kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lạ mà thôi với danh nghĩa là môn đệ thì quả thật thầy nói với các con người ấy không mất phần thưởng đâu sau khi Chúa Giêsu truyền dạy xong các điều ấy cho mười hai tông đồ người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành phố của các ông đó là lời chúa Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, ngay từ thuở đầu tiên khi Thiên Chúa dựng nên con người của chúng ta, thì người cho nguyên tổ của chúng ta được hưởng hạnh phúc trong ngôi vườn địa đàng và trong ngôi vườn đó nguyên tổ của chúng ta không chỉ sống một mình nhưng là được sống với tất cả mọi loài chúa đã dựng nên điều đó gợi lên cho chúng ta thấy một khung cảnh rất là tuyệt vời con người được bình an con người được hạnh phúc con người được sống trong một khung cảnh rất là thanh bình rồi chúng ta lại thấy trong thời tân ước khi Đức Giêsu được phục sinh vinh hiển, mỗi lần Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, một trong những câu nói mà Đức Giêsu thường lặp đi lặp lại đó là bình an cho các con. Và còn hơn thế nữa, khi Đức Giêsu sắp sửa về trời, thì Ngài đã ban bình an cho các môn đệ của mình. Thầy để lại bình an cho các con thầy ban bình an của thầy cho các con. Và điều này mỗi người chúng ta cũng thường nghe lặp đi lặp lại mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ. Điều đó gợi lên cho chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng luôn yêu thương con người. Chúa muốn chúng ta được bình an, Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc, Chúa muốn chúng ta được hưởng sự sống đời đời. Vậy mà trong đoạn tin mừng chúng ta nghe Đức Giêsu lại tuyên bố Thầy đến không phải là đem bình an Mà là gây chia rẽ Gây sự bất hòa Và điều làm cho mỗi người chúng ta cảm thấy sốc hơn nữa Bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói Kẻ thù của chúng ta không ai xa lạ Đó lại là người nhà của mình phải chăng những lời Đức Giêsu rao giảng ở đây đi ngược lại tất cả giáo huấn mà trước đây Ngài đã rao giảng? Phải chăng Đức Giêsu lại tự mâu thuẫn với chính mình? Thưa không, Đức Giêsu không bao giờ mâu thuẫn với chính mình. Và nếu Đức Giêsu không mâu thuẫn với chính mình thì chúng ta phải hiểu những lời này như thế nào trong đời sống của chúng ta đây? Quả thật điều Đức Giêsu tiên báo ở đây Để cho chúng ta thấy Một cái thực trạng đang diễn ra Trong cuộc sống của con người chúng ta Thiên Chúa thì muốn chúng ta được bình an Nhưng con người đã khước từ sự bình an đó Đã ngoảnh mặt với Thiên Chúa Đã phạm tội Và chính vì con người phạm tội đó Mà làm cho lời Chúa trở nên như một ngọn gươm đâm thâu vào trong tâm hồn của chúng ta bằng chứng cho chúng ta thấy khi mà thiên chúa đã cho nguyên tổ của mình sống trong ngôi vườn địa đàng thì chúa đã nói với nguyên tổ của chúng ta các ngươi không được ăn trái cây này ngày nào các ngươi ăn trái cây này thì các ngươi sẽ thấy hậu quả của nó nhưng mà nguyên tổ của chúng ta đã không nghe lời đã nghe lời ma quỷ cám dỗ đã ăn trái cấm gì mình muốn được ngang hàng giống như thiên chúa vậy và sau khi con người ăn thì cảm thấy mình tội lỗi trần truồng cho nên a dông đã trốn trong bụi cây và chính thiên chúa đã gọi tên ông bởi a dông ngươi đang ở đâu a dông đã thưa dạ thưa con đang ở trong bụi cây tại sao ngươi đang ở trong bụi cây thưa bởi vì con cảm thấy mình trần truồng tại sao ngươi thấy mình trần truồng thưa bởi vì con ăn trái cấm tại sao ngươi ăn trái cấm thưa bởi vì cái người phụ nữ này nè cái con mẹ mà chú đã dựng nên cho con đã cám dỗ con ăn trái cấm rồi chúng ta lại thấy tiếp tục bà già cũng đâu nhận lỗi của mình mà đổ lỗi cho chính con rắn. Cho nên khi con người phạm tội và không nhận lỗi của mình thì sẽ gây ra con người bất hòa với Thiên Chúa và con người gây chia rẽ với nhau. Và hậu quả tiếp theo chúng ta thấy đó là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Ca-in đã giết A-ben. Và trong cuộc sống con người ngày hôm nay dường như sự mất bình an đó vẫn còn tiếp tục xảy ra trong từng gia đình của mỗi người chúng ta chúng ta có thể lấy một ví dụ nếu như trong cuộc sống gia đình người cha người mẹ luôn sống đời sống đạo đức thánh thiện luôn chu toàn tốt những bổn phận đạo đức của mình trung thành với lời luật của chúa luôn ăn ngay ở lành nhưng trong gia đình đó lại có những người con không thích sống sự lành mà chỉ thích sống sự giữ chỉ làm những điều tội thì điều đó phải chăng là trong chính gia đình của chúng ta đã gây nên sự bất hòa sự mất bình an và có thể nói ngày hôm nay sự mất bình an đó không chỉ là giữa những con người với con người trong cuộc sống gia đình của chúng ta mà chúng ta thấy Một cái trận dịch nó đang diễn ra Nó tấn công từng người Từng gia đình Từng xóm làng Từng đất nước Từng ngóc ngách ở trong xã hội Và làm cho mọi người chúng ta cảm thấy Hoang mang, lo âu, sợ sệt. Như vậy Đứng trước những tình cảnh như thế này Thì mỗi người chúng ta cần phải làm gì để giúp cho chúng ta thật sự được bình an trong chính tâm hồn của chúng ta đây? Chắc có lẽ chúng ta còn nhớ một lời mà các thiên thần đã cất lên khi Đức Giêsu được sinh ra. Đó là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện thâm. Các thiên thần không chỉ hát là vinh danh thiên chúa trên trời rồi dừng lại ở đó mà còn hát thêm bình an dưới thế cho người thiện tâm và các thiên thần cũng không chỉ hát là bình an dưới thế cho người thiện tâm mà còn hát là vinh danh thiên chúa trên trời điều đó có nghĩa là gì thưa điều đó có nghĩa là cần phải có hai điều trong cuộc sống thiên chúa phải được tôn vinh thì bình an mới có thể đến được trong tâm hồn của chúng ta cho nên ngày hôm nay chúng ta xin chúa cho mỗi người chúng ta hãy sống như lời mời gọi của thánh phao lô dù tôi ăn dù tôi uống dù tôi nghỉ dù tôi ngủ tôi hãy làm tất cả vì vinh danh thiên chúa để nhờ đó mà lời chúa giờ đây không trở nên như một ngọn gươm đâm thâu vào trong tâm hồn của mình mà nó sẽ trở nên như mật ong đem lại sự ngọt ngào cho đời sống của chúng ta amen